Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đưa hối lộ đối với 5 bị cáo liên quan đến vụ án điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Thời điểm xảy ra vụ án, giám đốc công an tỉnh An Giang là Đại tá Đinh Văn Nơi. Mục đích của bị cáo là làm quen, ban đầu là làm quen. Nhưng sau đó thì có nhờ anh Cảnh, là anh Cảnh thời gian đầu thì anh nói không có quen. Thì thành ra có nhờ cái nói thôi thay đổi luôn đi chú ơi, thay đổi ông khác về thì dễ làm quen hơn. Đó. Bây giờ là bị cáo chỉ điều chỉ giám đốc công an, lý do là bị cáo không làm quen được với giám đốc công an. Dạ, chính xác. Tại vì bị cáo có nhiều cái cuộc làm ăn ngoài tỉnh, mà nếu mà làm quen mà thân thiết được với giám đốc á, thì bị cáo sẽ, họ sẽ mạnh dạng tăng uy tín của bị cáo và họ sẽ mạnh dạng đầu tư vào bị cáo nhiều hơn. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Vũ Văn Quý, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; Đào Ngọc Cảnh, 76 tuổi và Ngô Văn Trọng, 50 tuổi, cùng ngụ thành phố Đà Nẵng; Hoàng Thị Tâm, 47 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Trần Trí Mạnh, 43 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Đào Ngọc Cảnh đã có hành vi giúp sức, bàn bạc, cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tác động điều chuyển cán bộ đi nơi khác, nhằm tạo sự tin tưởng rồi chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng của Trần Trí Mạnh để chia nhau hưởng lợi. Trong đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỷ đồng, Trọng và Tâm mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng, còn Cảnh được hưởng lợi 50 triệu đồng từ Mạnh. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8 tháng 5 đến 10 tháng 5.